Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hôm nay mình mời cả nhà cùng ra vườn trồng xà lách với mình nha cả nhà. Đây là những cây xà lách mình mua từ chợ cây giống về nha. Thì cũng như thường lệ, mình sử dụng 3 phần đất, 1 phần phân chuồng. Bây giờ thì anh xã mình giúp mình trồng những cây xà lách xuống nha cả nhà. Đây là một loại xà lách lá dài màu đỏ, ăn rất giòn và ngon. Còn đây là loại xà lách lá xanh dài, ăn cũng rất giòn và ngon. Sau khi đã chia thành rô thì anh xã mình sẽ cho một phân xương xuống, trộn đều và trồng những cây xà lách xuống nha cả nhà. Còn đây là một loại xà lách khác, lá mềm, ăn rất ngon, trên đầu nó có những cái màu đỏ. Loại này thì rất bền, mình cứ thu hoạch đó, mình cứ vặt thì nó lại càng ra. Và anh xã mình đang trồng một loại khác là loại xà lách búp, tức là xà lách cuộn, ở Việt Nam mình gọi là xà lách Đà Lạt đó cả nhà. Bây giờ thì sau khi đã trồng xong, mình tưới cho nó một ít nước và đợi ngày các em lớn lên nha cả nhà. Và đây cả nhà ơi, cả nhà thấy vườn rau xà lách của mình đẹp không? Đã được thu hoạch rồi đó cả nhà. Rất là xanh ngon luôn cả nhà ơi. Cả nhà mình thấy những cái miếng màu trắng trắng trên đất không ạ? Đó là những miếng vỏ trứng nha cả nhà. Mình rải đều ở trên đất như vậy thì những cái con ốc sên á, có người còn gọi là con bà chằng đó cả nhà, nó sẽ không bò lên ăn rau của mình. Bởi vì khi mà nó bò thì nó đau người của nó không lên nữa. Cả nhà thấy những lá rau rất là lớn, ngon ha, xanh tươi tốt. Loại này ăn mềm ngon lắm cả nhà, mình cứ bẻ là nó cứ ra hoài đó cả nhà.
Loài này khi mình trồng xuống một cây mà bây giờ nó nhảy ra ba cây nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? 1, 2, 3 cây đó. Nó nhảy ra vậy đó cả nhà. Loại này thì cũng rất là bền, mình cũng cứ bẻ nó cũng cứ ra nha cả nhà. Và ở đây là một loại khác, rau này ăn lá đắng đắng nhưng mà ăn rất là ngon nha cả nhà. Mình trồng cách đây 2 năm, nó rớt hột xuống năm ngoái á, nó lên một cây lớn và nó lại có hột. Nó lại rớt hột xuống, năm nay á, mình thấy có những cây nhỏ nhỏ nó mọc lên ở dưới gốc cây cây rau ở bên kia. Rồi xong rồi mình bới qua bên này mình trồng xuống thì nó cũng lên rất là xanh tốt. Và đến hẹn lại lên cả nhà ơi, có rau xà lách ngon thì lại có bánh xèo. Và mình hái thêm một ít loại rau nữa để ăn cùng bánh xèo nha cả nhà. Ở đây mình đã có một rổ rau xà lách và các loại rau khác. Rau răm mình trồng ở trong nhà kiến, ra cũng rất là xanh ngon ha cả nhà. Rau kinh giới cũng vậy, năm nay thì mình đã ngâm được ra rễ và mình trồng trong nhà kiến cho nên ra cũng rất xanh ngon. Những năm trước thì mình không ngâm ra rễ được và không có trồng được, nhưng mà đặc biệt năm nay thì trồng ra rất là xanh ngon. Và ở đây mình cũng có rau cần nước nè cả nhà. Và một ít rau chua, rau cải cúc hay là rau tần ô nha cả nhà. Rau má, rau dấp cá. Và mình cũng có một ít hẹ. Bên cạnh hẹ là mình có một ít rau cải bẹ đỏ nha cả nhà. Tất cả là rau nhà lá vườn. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.